Rồi, chào quý anh chị và các bạn trở lại với chuyện là Hùng xe hơi. Ở đây quý anh chị nhìn cái la răng này có nhận ra không ạ? Ở với những tín đồ của Honda CR-V thì chắc chắn rồi đây là CR-V nhập khẩu. Bọn em mới về hai dòng CR-V nhập khẩu siêu lướt nhá. Bản cao cấp nhất, bản L như quý anh chị đây. Và ngoài ra bên em còn một phiên bản thấp hơn, CR-V-G. Toàn bộ đều là xe rất đẹp và đi rất ít. Mẫu xe này là CRVL 2020 siêu lướt đấy, tức là gần như là lô cuối cùng của cái dòng xe nhập khẩu CRV tại thị trường Việt Nam. Xe này thì bên em đang chào bán là 1 tỷ 075 triệu đồng, tức là chúng ta rẻ hơn khoảng tầm 200 triệu lăn bánh so với phiên bản bây giờ. Và với phiên bản xe nhập khẩu thì tất nhiên rồi, chất lượng hoàn thiện và cái cảm giác lái của nó mang lại tốt hơn rất là nhiều so với phiên bản lắp ráp hiện nay. Khi mà mẫu xe lắp ráp mới thì cái doanh số thật sự không ấn tượng như là xe nhập khẩu. Ngoài ra thì bên em vẫn còn CRV-G nhé, 915 triệu đồng. CRV-G thì là 2018 và phiên bản mà anh chị đang xem này 2020 đi cực ít. 2020 xe này đi thì đi 4,8 vạn thôi, cũng khá nhiều. Tuy nhiên thì chấp nhận thôi, một chiếc xe cũ và vẫn còn mới đẹp như này. Giá thì có thể hơi cao thì bên em thật sự luôn là chỉ ngại là không mua được xe đẹp chào cao thôi. Xe được trang bị sẵn đây, thảm trải sàn này, bậc lên xuống này. Thật sự luôn là 2020 thì chúng ta còn được khuyến mại lúc mà mới mua xe mới này nhé. Còn xe mà mua từ 2017 hay 2018 ấy, cái giá cao là vì thời điểm lúc mà anh chị mua xe thì đa phần là phải mua kèm với phụ kiện, nó động vào khoảng từ 50 đến 80 triệu tiền phụ kiện theo xe và không được khuyến mại giảm giá đâu. Đó. Và nhận ra thì dễ thôi, nhìn cái la răng là biết ngay là xe nhập hay xe lắp. Đây, thật sự luôn xe này thì vẫn còn rất là mới và cái da của nó gần như là không có xước sát, không có vấn đề gì cả. Cực đẹp. Loanh quanh hơn 1 tỷ, chúng ta trả góp tối thiểu vào khoảng 300 triệu, 300 triệu nhé. Cái này là trang bị sẵn rồi, cả biển áp suất lốp rồi. Ok chị ạ, 1 tỷ 075 triệu đồng, màu đỏ. Và đặc biệt là chúng ta đều biết là CR-V mới ấy, màu đỏ của nó sẽ giống như màu đỏ trên Honda Brio, tức là sẽ tươi hơn màu ở trên X-Brazer này một tí này. Không đẹp đâu bằng những X-Brazer đâu. Và các bác nào thích màu đỏ đun, đỏ mận như này thì thật sự là chỉ tìm xe nhập thôi. Để bên em có hai xe 2020 và 2018 nhé. Anh chị thích màu nào thì cứ alo giúp em. Đấy, em quay nhanh qua động cơ, bốn cánh cửa cho anh chị xem nhé. Toàn bộ là zin, rất đẹp. Đây. Anh chị cũng thông cảm giúp em là xe nó bảy cuối showroom ấy, em không thể đánh và nổ máy ra quay chi tiết 100% được. Nên anh chị có nhu cầu mà thấy xe hợp lý thì cứ liên hệ trực tiếp với em để lịch qua xem xe nhé. Rất mới, rất đẹp luôn và chấp nhận là thị trường hiện nay bản này trang bị cốp điện, tìm những cái mẫu xe mới mà lướt đẹp như này thì rất là khó. Bên em cũng rất may mắn là nguồn thông tin và nguồn xe mua cũng khá là nhiều. Đó, xe thì bên em chắc chắn rồi, cam kết không đông đụng, ngập nước và không bổ máy nhá. Đây toàn bộ này. Đó, các bác yên tâm. Rồi mình xem qua con động cơ này. Rồi, khoang máy này rất đẹp luôn và rất mới, thật sự luôn là gần như là chưa dính bụi. Bên em làm sạch lại toàn bộ rồi, anh chị có thể yên tâm mà check hãng thoải mái luôn. Rồi hai mẫu CR-V đẹp nhập khẩu nguyên chiếc và đều là màu đỏ nhá, giá loanh quanh hơn tỷ và gần tỷ xíu. Anh chị có nhu cầu quan tâm thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em, call lại đính kèm trên màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.